Nãy anh nói cái gì? Anh giỏi nói lại coi. Nãy tôi nói á là anh yêu Phượng. Phượng có yêu anh không? Có. Tôi thương anh á. Anh có biết á hả? Mỗi lần á ra quán nước của bà Tám á hả, nhìn thấy hai người là tôi cười với anh không? Mà anh không có cười với tôi. Anh đã đen cười với tôi không à? Mà tôi đâu có muốn anh đen cười với tôi đâu. Tại vì tôi đâu có thích ảnh. Nhưng mà tôi không có dám nói thẳng mặt ảnh. Tại vì tôi sợ ảnh buồn. Ủa chắc bây giờ không buồn đâu. Còn bây giờ tôi nói tôi thích anh á. Thích sao giờ mới nói? Ủa? Người ta con gái, người ta mắc cỡ ai mà dám nói. Nghe nè, cái gì... Thôi đi, để tao nói chuyện. Thì giờ tôi cũng nói là tôi cũng thích Phượng á. Vậy sao không nói với người ta? Tôi cũng mắc cỡ, tôi không dám nói. Thì phải nói mới biết